hôm nay khỏe anh nhỉ. Không điên. Chú Linh ơi, ra là bắt hộ anh Trương cái. Bắt. Cái lỗ trong kia kìa. Chú ra cho gà ăn à? Ra cho gà ăn thì thấy nó bò rồi đấy. Ôi, đây. Đây. Đúng rồi. Sao nó xuống mặt rồi? Chốt. Này đâu mà nó chui vào hẳn nhà dân này nhỉ? Tôi cho nó ra ngoài sân đi anh ơi. Giữ nhỉ. Nhà mới nọ mơ rắn rắn đấy nhá. Đừng đỏ ở đây. Con này sợ thế. Ai là chú chỉ đáy quần chú. Đang mặt chế độ tấn công rồi đấy. Này luộc cả con rồi. Dưới. Con này khỏe anh nhỉ. Không điên.
Chú Linh ơi, ra là bắt hộ rồi anh chưa cái? Bắt. Hết nọc hết rồi. Đụng không có gì không? À, tối nay lại đi chân lạnh tét thì thôi. Thì tức là những người chết phải nó gỡ 3 ngày. Chưa đi gỡ chưa chết được. Ăn cái gì à? Con nó à? Chưa ăn được cái gì, vào bắt gà, chưa bắt được gà, mình đã bắt được nó rồi. Giờ ăn gần nhà 3 cân này. Mày đi về. Về luôn nước. Thịt.